Bình xin được mến chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Bình nhé. Hôm nay Bình mời cả nhà về làng Kiều Sơn Trung, Hương Toàn, Hương Trà quý cô bác anh chị để tham dự xem cái giải đua ghe nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022 và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đây quý cô bác anh chị thấy rất là đông người tập trung ngày đây ở làng Triều Sơn Trung. Đây chương trình và cái lễ hội đua ghe đang khai mạc ở bên trong. Đây chúng ta đi xuống dưới này, chúng ta xem không khí ở dưới này. Hội đua ghe truyền thống lần thứ tư năm 2022 của thôn Triều Sơn Trung với sự tham gia của 8 ghe đến từ 8 xóm trong thôn sẽ tranh tài ở 12 đồ đua theo điều lệ của ban tổ chức đã ban hành. Mở đầu chương trình ngày hội, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Xuân Nhất, trưởng ban tổ chức lên đọc bài phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn các đại biểu và đề nghị các chú gái chúng ta bắt tay đoàn kết để hội đua chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Và sau đây là chương trình thi đấu, đề nghị các quý ghe về vị trí tập kết và chúc mừng. Thank you.
mà đi chơi đi tăng lên thì ai mà đi bung 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 hai chị kèm nhỏ tương quan nhất về, hai chị nó kèm nhỏ tương quan nhất về thôi, hai tao nó kèm nhỏ. Rồi bên chờ thì chắc